Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã được đầu tư nâng cấp, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, với việc gia tăng các phương tiện nên một số điểm ngã tư, ngã năm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên vào giờ cao điểm vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực ngã năm Cốc Vừng, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Vào 7 giờ sáng và 17 giờ hàng ngày tại ngã năm vòng xuyến Cốc Vừng, phường Liên Bảo, các phương tiện lưu thông tăng cao làm cho việc lưu thông tương đối khó khăn. Nhiều người lưu thông qua đây cho biết có ngày phải mất từ 10 đến 15 phút mới đi qua được đoạn đường này. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi qua cái đoạn đường này nhưng mà vẫn giờ cao điểm là rất chi là kẹt đường. Nếu như không có các đồng chí giao thông phân luồng thì vô cùng là tắc nghẽn cái đoạn đường này. Cũng mong cho các cấp chính quyền xử lý cho cái đoạn đường nó thông thoáng cho chúng tôi đi lại nó thuận tiện, dễ dàng. Cho mọi người dân. Mặc dù các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Vĩnh Yên đã lên kế hoạch phân luồng, nhưng do lưu lượng tham gia giao thông tăng cao trong giờ cao điểm nên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn không tránh khỏi. Giao thông ở khu vực này thì rất là phức tạp, tập trung đông đúc về tập trung về buổi sáng sớm và buổi chiều tối tập trung lượng công nhân và học sinh đi học rất là lớn. Trước cái tình hình đấy thì công an thành phố Vĩnh Yên thì có điều động lực lượng tuần tra kiểm soát tại khu vực thì trọng điểm uh, phân luồng giao thông để đảm bảo cái việc đi lại của người dân uh, an toàn và tham gia giao thông theo uh, đúng quy định. Bên cạnh vòng xuyến là công trình mở rộng đường Nguyễn Tất Thành nằm trong dự án xây dựng cầu vượt đường sắt làm cho các phương tiện lưu thông qua vòng xuyến càng khó khăn hơn. Đặc biệt do các phương tiện phải lưu thông chung một làn đường nên tuyến đường này cứ đến giờ cao điểm là chật cứng các loại phương tiện. Đề nghị đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bố trí đặt biển cảnh báo và lực lượng phân luồng điều tiết hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường này